Đây là bài Brand Hecarim ấy. Hecarim nhưng mà vẫn phải lên cấp để lấy 3 Hellion đã. Mình phải giữ con Claire bởi vì nó là ấy đúng không? Nó không lên cấp là không đủ tiền. Không đủ tiền, tức là trừ khi bán Kennen à, bán Kennen cũng có đủ đâu nhở? À bán Kennen thì đủ, bán Kennen thì đủ, bán như này thì đủ này. Tại vì Brand 2 sớm quá nên là cũng hơi khó. Khó nhờ gặp Hellion. Bọn Hellion nó sẽ liên tục nó ra mấy con nhỏ, bọn ma pháp bọn quỷ chứ, nó ra mấy con nhỏ thì con Brand nó ra chiêu không có làm gì được, không sao, lần sau mình lên cấp. Nhưng mà bài này cần hai nước mắt nữa. Ố không là nước mắt hắc ám lại không tốt cho Brand ngơ. Bây giờ đổi bài kịp không ta, xem có ai chơi level lang không đã. À không, như nước mắt hắc ám Brand nó vẫn là đánh một cái ra một chiêu đi vậy. Như này mạnh hơn, như này là mạnh nhất rồi. Bài này hay vậy. Đánh đơm lăng không, không, mình không có ấy. Khổ quá, không phải ai cũng đỏ như ông kia đâu. Sẽ có người đánh đơm lăng và các bạn hiểu mà. Có những người đánh lớp lăng và lớp lăng một đến chết mà. Người đấy là ai thì các bạn tự hiểu. Tiền nam 17-25 tuổi làm công việc nhạy cảm với các khách tuyển nữ cháu, có nhu cầu trao đổi cháu tình đi cảm làm streamer bị chửi khổ quá. Và có đào tạo nam có nhu cầu cây bia gọi ngay, lấy điện thoại gọi ngay. 8-92.15.19 Nhưng mà cháu ở Hà Nội mà, cho cháu cái hotline công ty bác ở Hà Nội đi. Cho cháu cái hotline, có chi nhánh Hà Nội không? Đưa số đây, donate số đi. Nhanh, cho cháu ngay cái hotline ở Hà Nội. Ngay và luôn nhá, luôn. Nhắn inbox luôn, không cần phải donate bất 10.000. Hotline luôn, đổi nghề. Bắt đầu từ ngày hôm nay anh Long đổi nghề. Làm nghề này cay lắm rồi, đéo làm nữa, địt mẹ mày dỗi rồi. Đổi nghề, đổi ngay cho tôi con nghề khác, địt mẹ mày. Làm nghề này chơi thì đen, xong bị chửi, đéo muốn làm nữa rồi. Đổi nghề đi mọi. Tôi chỉ việc nằm ngửa ra hiểu không? Các chị đi. Căng tròn mọng nước chơi tôi xong. Tôi đéo phải làm lồn gì nữa cả. Đổi nghề luôn. Không phải đấy là phò các bạn ạ. Người ta không phải gọi là phò. Đây rồi, tìm việc nhanh. Đi cơ này cười bắt lồn. Đít con mẹ mày cười nếu chịu được. Đổi nghề, tôi cần đổi nghề các bạn ạ. Tôi quá, chưa, tôi đã chịu được đủ rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi. Từ nào lấy nước mắt mà, thằng này còn chặn. Phải có service các kiểu ạ, yên tâm đi, tôi học nhanh lắm. Các bạn thấy mà, đi mẹ. Bao nhiêu bài tôi còn nhớ được, địt mẹ mày nói gì những cái đấy. Coi chừng còng lưng à, thôi em ạ. Bây giờ cái nghề này nó không hợp với mình thì bây giờ mình đòi hỏi gì? Hiểu không? Anh thật. Làm nghề gì thì cũng có cái khổ của nó thôi. Bây giờ nghề này nó không hợp với mình thì phải nai lưng ra mà làm nghề khác chứ ai muốn đâu. Ai muốn là phải khổ đâu. Thì các chị nuôi tôi thôi. Tôi kiệt sức rồi. Ngày đánh 8 tiếng. Ngày 8 tiếng, 10 tiếng stream. Xong rồi bị chửi bới. Rồi toxic. Thi thoảng thì một số bạn yêu thương donate cho một ít thì cũng cảm ơn rất nhiều. Ta có bạn cũng donate nhiều. Nhưng mà tôi đã đủ lắm rồi. Đen thì đéo ai bằng. Thịt mẹ mày cầm 10 đôi từ đầu ván đến cuối ván. Xong vẫn bị chửi là ngu.
Đi con mẹ mày thôi các bạn ạ. Đi thôi, đến giờ phải đi rồi. Biết đâu lại có chị Tây nào tôi còn dùng được tiếng Anh. Ừ. Chứ còn địt mẹ khổ quá rồi. Bây giờ nói tiếng Anh trên stream thì địt mẹ chúng nó bảo là mẹ mày tiếng Anh như lồn. Địt mẹ rồi nó bảo này bảo kia. Ức lắm. Thì chả thế à, bây giờ thì mẹ có tiếng Anh thì phải tận dụng nữa, sau này biết thêm tiếng Nhật. Ừ thì mẹ mày sang Nhật làm việc luôn, đã chuyên nghiệp rồi không bạn, bẩm sinh 25 cm để làm gì, để làm thế chứ còn làm gì nữa. Tận dụng gọi là cái của trời sinh đúng không, người khác thì mẹ mày tận dụng theo kiểu là người ta người ta lấy lỗ làm lời. Ừ thì mình cũng tận dụng lấy thì mày dài làm lời à. Chứ biết làm cái gì bây giờ, sinh ra thì mẹ mày đen đủi quá. I cannot sell anything, không bán gì được đúng không. Ừ bán này cũng chỉ là 7 thì thôi các bạn, thế cho nó nhanh. Cái Nhật xấu hơn cái Việt à, nhưng mà bên đấy người ta có ngành công nghiệp đấy, được gọi là thì mẹ mày diễn viên. Việt Nam mình bị gọi là bốn 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 huyền thôi. Thì mẹ bây giờ các bạn thích làm bốn huyền hay các bạn thích làm diễn viên, nghe sang cái mồm không, khổ sang lại rồi. Thôi tôi đi học tiếng Nhật đây nhá, sau này các bạn mà thấy tôi off stream một ngày nào đấy, tự nhiên tôi off stream không không lý do, không một lời nói nào đấy, không một câu, thì các bạn tự biết tôi đã đi học tiếng Nhật thành công nhá. Good luck, have fun. Thật. Morello là bạn biết lúc đấy tôi đã học tiếng Nhật thành công. Nhớ quay lại link để bút à, yên tâm yên tâm yên tâm, không thiếu phần đâu. Rồi vị thư vào đây là đẹp này. Đây, con rêu này làm gì là đắt quá à? Không không muốn xài con rêu này lắm. Cái bài brand Victor hay Karim này là đánh như này là chuẩn rồi, đồ đẹp rồi. Xẻng chưa biết để làm gì nhưng mà kệ, chẳng cần quan tâm. Sao không thay rêu vào hack á? Tại vì tôi muốn bán rêu. Vì bài này đánh Hecarim 3 các bạn hiểu không? Nếu mà tôi thua là tôi bán rêu ngay đấy. Chẳng qua là khó thua lắm, mình mạnh lắm. Ơi già chiến binh căng thôi nhỉ, căng bảo thạch nhỉ. Má ngoài đắt thế nhở, đắt thật sự luôn ấy, không đáng đâu. Rail bị nớp rồi, không mạnh như xưa rồi, không đáng đâu. Giữ xe du còn hơn, tí nữa rail comeback yên tâm đi, cùng lắm là lấy xẻng hắc ám nữa, không sao cả. Như này là mạnh nhất rồi. Blue thường ngon hơn á. Không, thật ra thì các bạn không biết đấy là con brand này nó vẫn sẽ phải bắn thường một cái. Nên là nếu mà có blue hắc ám thì dùng cũng được, chứ không nhất thiết là phải, không nhất thiết là phải ấy đâu. Không nhất thiết là phải phải dùng blue hắc thường. Nếu mà có blue hắc ám vẫn chơi được bình thường không sao cả. Ok chưa? Nhưng mà phải là quỷ thư thường nhé, bởi vì quỷ thư hắc ám nó giảm đam của brand đi, mà brand 3 mà không có đam là cút đấy. Nói rõ cho các bạn biết thế. Biến ma pháp sư cũng được, chính xác, nhưng mà ma pháp sư thì lại phải kẹp thêm con dây ra, cũng cũng chưa chắc là có chỗ các bạn hiểu không. Nước mắt nào thì brand cũng phải đánh thường đấy, các bạn bạn hiểu đấy. Sát thủ nó bá quá anh ơi à, thì biết làm sao em ơi. Bây giờ Riot không thích nớp thì mình thấp cổ bé họng làm gì được đâu.
cứ nói là bài đấy lỗi quá, hy vọng là có ai nghe thấy để nớp nó thì tốt, nhưng mà không, mẹ mấy ông nghe thấy thì ngồi chửi thôi chứ không quan tâm lắm. Bó tay à? Các bạn là bản thân tiếng nói của tôi sẽ không khiến Riot nớp một bài nào cả, bởi vì tôi chỉ là một streamer rất là nhỏ bé ở Việt Nam thôi. Trừ khi cả một cộng đồng Việt Nam rồi lan sang cộng đồng nước ngoài nói, may ra Riot họ mới nghĩ lại là à con này nó lỗi thật. Chứ còn tiếng nói của tôi chả đi đến đâu đâu, nói thật với các bạn là như thế. Chả đi đến đâu đâu. Khiếp, còn Varus này mạnh thế. À nhưng mà ông này roll. Chắc chắn là không thể nào cấp 6 30 tiền được. Ông này thấy không? Cấp 6 50 tiền, cấp 7 à, cấp 6 40 tiền này. Bạn này roll rồi, bạn này roll để lấy cái gì đó khác rồi. Không sao, chuỗi tháng vậy được rồi. Gậy hắc ám là đồ long, không có xẻng hắc ám, mình phải lấy đồ Hecarim đi. Kéo có đồ Hecarim luôn, dude. Brand không thể cầm được chí mạng phép vì nó quá óc chó. Chắc là bàn tay công lý hoặc là lấy đai cho Hecarim. Lấy đai đi, hết mất hai nước mắt rồi. Ok, lấy đai. Đai Rai ngon hơn nhưng bạn kia lấy mất rồi. Lấy đai thường. Nớp phế không ai chơi á. Nớp 10 mana thôi là xong. Nớp 10 mana thôi là xong, có cái gì khó đâu nhỉ? Các bạn khó quá, bên Riot luôn luôn cái câu chuyện của Riot họ 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 lấy cái lý do đó là họ họ họ, họ lấy lý do là gì nhỉ? Các bạn chưa biết hết bài nên là các bạn cứ nói thế thôi. Các bạn không không chơi, không tìm hiểu nên là các bạn thế, nhưng mà khó quá, cái cảm giác mà chơi với một con LeBlanc nó xích liên tục vào mồm ấy. Xong các bạn không làm được gì ấy. Nó tệ lắm. Nói thật là nó tệ lắm. Cảm giác đấy nó tệ lắm, không ai muốn chịu cảm giác đấy cả đâu. Nhìn con LeBlanc 3 cầm bùa xanh hắc ám thế là xong. Uầy, bài Yasuo này chém lực ấy. Nhưng mà roll hết tiền để cầm Yasuo đồ này thì cũng hơi hơi lo lắng. Thì không cần dích hai đúng không? Bài gì cũng cần nhân phẩm mà. Biết là thế nhưng mà con LeBlanc nó khó chịu lắm. Trời ơi, em có chơi Draven đâu. Anh cứ cho em Draven làm gì cho nó cáu máu qua. À, giữ trong với nhà kia tức chơi. Lương, N Long, Phê Lê. Nothing Absolute. Ton và tip tip pop. Nothing Absolute này cũng vậy. Kệ rồi. Anh định chơi bài gì á? Anh chơi bài Brand Victor. Tức là bốn kỵ sĩ câu giờ cho Hecarim tanh trâu. Tôi muốn có một ít nhất là có một cái clip này để cho các bạn biết đến bài này, vì bài này cũng 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 có thể chơi được trong meta. Bài này là bài roll 7, Hyper roll N7. Chơi được trong meta này. Tuy tất nhiên là nó không phải là tối thượng, nhưng mà ít ra chơi những bài này thì nó cũng vui hơn là chơi LeBlanc hoặc là spam Draven hoài. Roll, tức là các bạn có thể roll 6 hoặc 7. Roll 7 thì sẽ tối ưu nhất. Tuy nhiên là các bạn roll 6 cũng được. Nếu mà tại vì trận này tôi mạnh rồi, tôi giữ được máu rồi, cho nên là tôi không roll 6. Còn không các bạn roll 6 cũng được. Có điều roll 7 thì tỷ lệ ra kiểu rail rủng nó để kích 4 kỵ sĩ nó cao, hiểu không? LeBlanc cũng roll 7 nhưng mà trước 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 khi roll 7 thì phải roll 6 với roll 5 để ổn định, hiểu không? Chứ còn nếu các bạn không không roll thì các bạn sẽ kiểu mất máu, không phanh mà chết đấy. Hỏi thật là Brand có nên lấy kiếm súng để không chết không, hay là lên lấy găm bảo thạch? Hecarim 2, ok, Thresh đặt tạ vào, chưa có Rai. Bán Raven thì chả cần giữ đâu. Mình có thể chơi 4 ma pháp sư. Ma pháp sư Hecarim. Dude. À đéo được, thế thì cũng mất cái gậy nhỉ. Không được, không được. Thế cũng không được.
Thôi được rồi. Lắp đã. Hey Karim. Ê, gượng em ơi. Thôi thắng rồi. Re ném được chưa vào át là thắng. Thật ra những cái long tộc này nó mạnh ở chỗ là nó sẽ tự lên sao. Nên nó mạnh. Mấy con si vong lắp đồ hắc ám vẫn không thấy tăng chỉ số. Có mà. Nó có cái vòng ở ở chân ấy. Em phải lắp đồ hắc ám vào tường si vong cơ. Cái này là gì? Kiếm súng trợ đen, hắc quỷ thư. Sojin dây chuyền trục tội. Tù chả có đồ gì tử tế vậy. Họ thật luôn á. Sojin cho Victor. Tôi cần đồ tanh cho Hecarim. Hai em thiếu con gì nhá? À đủ rồi đấy. Đủ rồi, đủ rồi. Xong các lượt sau đổi, lượt này đổi không kịp. Mày thế bạn lại không chiếu mình. Tăng cho mấy con si vong thôi, quen đánh 6 si vong á. Tăng cho si vong thôi mà, chứ làm sao tăng cho mấy con khác được anh em. Bài này là kiểu lấy trâu ấy, xong các bạn đốt nó thôi. Đốt chết rồi, nó giống như kiểu một dạng bài kêu ấy. Vì bài này nó cũng siêu trâu luôn đấy, các bạn có thể thấy mà. Nhưng mà không trâu bằng nhà này, bởi vì mình chưa có đủ, không có đồ tanh. Trận này đen, cái đen của mình là mình không hề có đồ tanh. Toàn đồ AP. Thế tôi không cần nhiều đồ AP đến thế. Ok, 4 kỵ sĩ. Rai. Bài này mạnh ở con Rai nữa. Các bài này nó cứ búp giáp xong rồi Hecarim châu xong rồi con Rai CC khó chịu. Ê thì chỉ có phải Sojin hắc ám Rai mới đúng ấy. Ừ nhưng mà lúc nãy mình chưa có Rai. Nếu mà tôi có Victor khác tôi sẽ đổi ha. Quan trọng là từ từ nhìn lobby này. Phép. Không biết được. Vật lý. Nói chung là đan sen lắm, chắc là giáp máu vua mốc là tốt nhất rồi. Vua mốc cho nó đỡ chết chứ bây giờ lấy chí mạng cũng chẳng lấy đâu ra được. Hay lấy thú tượng nhỉ? Thú tượng nó cũng chẳng ngon lắm. Thôi được rồi, kệ đi, giáp máu vua mốc là. Xoay Temo được kìa anh á. Anh xoay Temo á, mạo hiểm lắm em ạ. Thật, xoay Temo nó mạo hiểm bởi vì các bạn mất máu. Có Temo phải công nhận là Temo nó mạnh. Nhưng mà mỗi lần các ông mua demo các ông sẽ mất máu. Mà cảm giác là các bạn mất máu để đổi lại sức mạnh thì không phải lúc nào cũng ngon ăn đâu. Thật luôn, không phải lúc nào cũng ngon ăn đâu. Gần Victor 3 rồi nhưng mà Sojin hắc ám và Rai thì ngon hơn nhở. Thế thì buồn thế, giá mà lúc nãy có. Đây, Yasu này. Yasu chém con Clash à, không chém Hecarim à. Trâu vãi nổn, không cả Victor 3 thì sẽ hơn Rai 2, tôi nghĩ thế. Vì nhìn cái lượng lớp giáp mà Victor nó búp liên tục này. Bài này khó chịu ở chỗ là tạo giáp và khống chế. Mẹ thắng nguyên nhà luôn mà. Anh không ghi top nữa à? Em ơi, hôm nay chỉ có 8 với 5 với 2 thôi, để em tự suy diễn đi. Chưa bao giờ anh đen như ngày hôm nay. Đù. Sezu 2.
Thật ra bài này nó kiểu các bạn sử dụng rác ấy. Bài khác nó không xài đến thì em nhặt về xài tạm. Toàn những con rác mà, có ai xài đâu. Nên là dễ roll. Tầm khoảng một lần roll full tiền nữa chắc là tôi sẽ lên 3 hết đấy. Khổ. Anh Long dọn rác. Em nên tin anh phút lẻ, game này top 1 rồi á. Đâu ra mà game này top 1, mày bị mơ ngủ à? Tí nữa chúng nó đánh kêu thì bài này sợ bài kêu lắm. Bài này gọi bài kêu là bố. Đánh lâu dài với bài kêu thì các bạn tự hiểu mà. Ê, các bạn thấy đấy, bài này là đợi đốt đến đối phương đến chết không? Toàn khống chế với cả đốt máu đấy. Đợi đốt đến chết thôi. Thì làm sao ăn được bài kêu? Chẳng qua bài này nó là giảm đam theo phần trăm các bạn hiểu không? Nên là mấy con Raven với Mordor nó không one shot được. Thì bài này cũng có thể nói một phần nào đấy gọi là anti meta đi. Nói thế. Nhưng mà gặp LeBlanc thì cũng cút thôi. Cho nên là LeBlanc là vô địch. Ê. Sao vậy không chơi là nó ra kìa. Nhìn ra một rổ LeBlanc. Trông nghĩ nó ức thế. Từ. Ai có ý thức bảo vệ rơi trường à? Ừ, thì các bạn đi ra đường các bạn thấy mảnh rác được không? Quẹt. Đá nó vào thùng rác xong. Thật ra đéo đá được đâu, các bạn phải bốc tay thôi. Anh Long dọn rác. Chơi những con không ai thèm chơi. Sợ không ra một đồ thì thôi, em hy vọng nó ra một đồ để kiểu ghép được ấy. Ít nhất ra một đồ thì ghép được một cái gì đó. Ok, có một cái gậy lốc nhưng mà như thế là mình không có đồ tanh rồi. Khó à. Rai 2 quan trọng. Ờ, LeBlanc 2 à. Để hẹn em trận khác nhá. Hẹn em vào một ngày khác. Sẽ xếp vị trí. Thế thì tôi phải để vào Sezu à. Ừ. Sezu hoặc Kled. Vì vị trí của mấy con này nó linh động. Hơi đen nhưng mà không sao. Nhà này mạnh thế. À, con Brand nó mạnh bởi vì là nó Brand nó mạnh bởi vì nó giảm kháng phép nữa nên là đam nó cũng vẫn to các bạn. Mình mà có Hecarim 3 là mình sẽ thắng matchup này đấy. Chắc là phát này roll thôi, roll hết tiền để lấy Hecarim 3 đi. Chứ còn không đợi nữa, 49 máu nó không phải là thấp nhưng mà tầm này 49 máu cũng chỉ được 3 đến 4 mạng là cùng. 3 4 mạng là nhiều. Chỉ sợ roll nhanh quá mà mít quân là chết nên là roll cũng kiểu từ tốn thôi. Roll tiếp đi. Khá là gần với các quân khác rồi. Set 3. À, Brand cầm hết đồ mà chưa lên được Brand 3 này chết. Ui, set 3 ông ấy xếp với nhà mình. Đấm cho hai đấm cút luôn. Đấm hai đấm mẹ con kia đứng trong góc ngất luôn. Đen thế, ma nhà lại xếp nguyên với nhà mình luôn. Chính ra mình phải lốc front line rồi. Lốc hàng trước rồi, hàng trước toàn con xịn à. Nhà kêu nào đấy? Nhà kêu này là bóng à? Chỗ này out top rồi, tưởng có clip nhưng mà không. Chỗ này roll không ra Brand. Vào, vừa vào phát ra Brand 2 nhưng mà đến giờ vẫn Brand 1. Có ai chơi đâu mà trả giá, trả thế. Bài này có ai thèm chơi đâu các bạn. Đã bảo là bài phế vật, nếu ai thèm chơi mà đẩy xuống một hàng thôi. Bài này toàn những con rác của ai, không ai chơi cả thì mình roll tất nhiên là nó dễ hơn là những con, những bài mà người ta, tất cả mọi người đều tranh nhau đến từng con một rồi. Anh Long dọn rác. Nhưng mà phải xếp vị trí tốt hơn. Xếp vị trí tốt hơn là được. Cả sợ sát thủ đứng như này. Nhưng mà lobby này cũng không có sát thủ gì.
Lao đài mạnh này, Brand 3 1500 đam đốt, 1 giây đốt 500 kìa, sợ không? À không, thật ra 1000 1 giây đốt khoảng 200. Xong nó cứ tích dần lên. Ok, campách. Rai 3. À, tiền. Vấn đề đầu tiên đó là tiền đâu. Bài này toàn là rác mà. Với cả cái quan trọng của bài này là đồ tanh cho Hecarim, nhưng mà vấn đề là tôi đéo có đồ tanh cho Hecarim, lại toàn đồ đam này, nghĩ nó có chán không. Dude. Sojin cho ai nhỉ? Rai nhỉ? Thật ra đáng lẽ phải đổi cái hai cái Sojin này cho nhau ấy, hay là stack hết Sojin ở Victor cho nó kiểu mấy lực lưỡng nhỉ? Xem nào, không có sát thủ đúng không? Không có Viego ba nhà trên này, không có này. Không có hết luôn, có Daina thôi. Né máy chiếu nhà Daina thôi. Ờ, roll đến khi nào có rail 2 nhá. Trong lúc đấy mà tìm được Seju 3 thì xài luôn Seju 3. Ok. Tôi nghĩ là cho hết Victor tốt hơn ấy, nghĩa là các bạn dồn vào một quân thôi. Thì quân đấy nó bắn hai cái to, nó bung giáp cho cả Hecarim nữa thì Hecarim nó cũng trâu hơn. Đùa, mày có set quá cay thế nhờ. Bài set khắc chế bài này rồi. Quá, cứ gặp ông này là thua thôi. Hai nhà set ba, tại sao tôi đen thế nhở? Kiểu lúc nào tôi cũng sẽ cảm khắc chế luôn ý. Mà bên này máy chiếu, bên này có một nhà chiếu bên phải, mình không thể đứng phải được, mình phải đứng trái. Ôi, khó, set đấm lòi luôn. Hecarim phải đứng giữa thôi, Hecarim sẽ thu agro. Khó nhờ. Hecarim bắt buộc phải đứng giữa thì bọn nó mới đấm ra giữa, toàn set 3 đấm giữa mặt luôn. Thôi được rồi, Hecarim đứng giữa là được. Nè, thấy nhà này không? Thì sợ dây cuối họ đổi Daina sang bên này thì mình khổ ấy. W ấy, rồi. Nói gì nó trói hết cả đội hình, khó chịu vậy. Xong, Mordor chết. Mordor không chết thì mình thua rồi. Solo. Bài củ nồi. Anh Long thu gọn rác thải phế vật. Nunu thì phải lên 8 các bạn. Mà giờ lên thì chắc cũng chưa chắc đã cho Nunu được. Tại mấy nhà này họ đứng bên này, Nunu húc bên này, nó cũng vậy à. Khó phết, lobby khó phết. Quan trọng là sao con Brand nó không chết là được. Chính ra con Brand phải có đồ thủ chứ không phải là cái găng bảo thạch. Có vút bẫy hoặc là giáp thiên thần cho Brand thì ngon hơn, tôi nghĩ thế. Rồi anh ơi, em dọn rác cho em nốt mấy mảnh rác cái. Còn gì nữa đâu. Đưa nốt đây. Đấy, thế có phải xong không? Anh Long chơi bài rác. Nhưng mà nó không phải là bài rác bình thường, mà là bài rác. Bác này đéo vừa thèm xếp vị trí với mình luôn, sợ thật. Ê, nó lốc Hecarim lên. Thôi ông chết rồi. Ông nghĩ là con Hecarim của tôi sẽ bị con rác gõ à? Giảm đến 60% đam mà. Các bạn này kỵ sĩ được búp thì bài này mới chơi được top 4 thôi. Nice.
Long Đồng Nát à? Nó là từ rác ấy. Khổ, đây là bài rác ấy các bạn, nhưng mà là rác thải. Cười đéo chịu cả. Ok. Trạng thái hoàn hảo. Bài giác chính hiệu. Trời ơi, nhìn con này ghê quá. Ê, thế thì chính ra con ấy phải đứng vào góc à? Đúng rồi, con ấy đứng vào góc. Lốc vào Draven không tệ. Mordor đập vào đây sẽ bị choáng. Con rồi, chết Mordor rồi. Win. Quả bài giác nghe cười vãi cả nồi. Không mà tôi rút ra được một kinh nghiệm rồi. Con Brand không cần cái này, Brand cần một đồ thủ. Tại vì trận này anh em mình không có đồ thủ cho Brand, nên là kiểu Brand nó cứ bị chết ấy. Nếu mình có một đồ thủ cho Brand thì câu chuyện nó khác rồi. Đúng không? Lên được 8 rất là đẹp. Nhìn đống 3 sao này mới thấy 3 sao mùa 1 nó mạnh như nào á. 3 sao này thì nó hơi rác một tí các bạn. Bạn căng thẳng nè. Chết lốc nhầm rồi. Dude. À, có vút bẫy ở đây nên là con Seth sẽ không đấm được nhiều. Ui ôi. Này thì bài giác với Hammer 2. Thôi được rồi. Hammer 2 cũng thắng nhà này rồi. Chắc là mình top 2. Ok, nhưng mà đấy. Đấy là một cái bài khá là buồn cười. Mang tính for fun. Nếu các bạn thích thì bạn có thể chơi thôi.